Chúng con nguyện theo chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham giận sân si, tươi tâm từ bi, lành giữ làm lời khắp chốn. Nay con nguyện quy y, diệt trừ vô lượng tội, dâng lên lời tán thán, ước kiếp vẫn luôn cùng Phật là đấng giác ngộ, độ đời thoát khỏi tứ sinh, từ bi trí tuệ ba cõi trời xưa nay. Chí tâm đảnh lễ tất cả đức Phật ba đời, thường trú trong mười phương, thường trú trong mười phương, pháp là thuốc tiên chữa lành bệnh khổ đau, như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u mê. Chí tâm đảnh lễ tất cả tôn pháp ba đời, thương chú trong thập phương, thương chú trong thập phương, bằng là bằng chân tu, biết đời con huyễn mộng, ra từ ra đi thâm nhuận trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham sân si khổ sầu. Chí tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng, cõi trời xưa nay. Chí tâm đảnh lễ tất cả đức Phật ba đời, thường trú trong mười phương, thường trú trong mười phương, pháp là thuốc tiên chữa lành bệnh khổ đau, như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi tâm đảnh lễ.
tôn pháp ba đời, thương chú trong thập phương, thương chú trong thập phương. Tăng là bậc chân tu, biết đời con huyết mộng, già từ ra đi, thâm nhuận trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham sân si khổ sầu. Chí tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng, chí tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng.